đang làm này xuống xuống lắm nhá. Từ nhà mình đi vào ga tàu điện ngầm để mình đi ra sân bay để đón sư phụ. Hẹn gặp mọi người ở sân bay nhá. Lòng chung con dạng đời bước chân sư phụ tới. Sư phụ thêm yêu ơi, sư phụ đã đến đây. Mang trên vô tích cờ ban vui cho mọi nhà. Đã có một la hồng la luôn. Hai năm nay thật là rất là hồi hộp, lo lắng, nôn nao lắm. Bây giờ là cảm xúc là dâng trào luôn ạ. Mình di chuyển vào trong sân bay để chờ đón sư phụ nhé. Chào sư phụ, bao ngày qua ước mong, lòng chúng con dạng đời bước chân sư phụ tới. Sư phụ thêm yêu ơi, sư phụ đã đến đây, mang trên vai tích cờ ban vui cho mọi nhà. Trong cái chuyến đi này của sư phụ với Chia Tăng của chủ nhiệm thì sẽ có cái sự đồng hành của các Phật tử để sư phụ có thể chia sẻ được Phật pháp, lan tỏa Phật pháp đến với nhiều bà con Việt kiều chúng ta ở bên này và cho mọi người cùng được hiểu sâu Phật pháp. Chúng ta sống tốt và chúng ta sống ở đất nước bạn, chúng ta cũng trở thành một người tốt, và không những là mình làm được việc lợi ích cho mình mà cũng giúp cho đất nước bạn được tốt đẹp. À, chúng ta cũng luôn luôn nhớ chúng ta bước chân ra rời khỏi đất nước Việt Nam, quê hương Việt Nam đến bất kỳ đất nước nào thì chúng ta tuy là một mình nhưng cũng là đại diện, gọi là cái thể diện của quốc gia. Cho nên bản thân sư phụ rất mong muốn để làm sao tất cả các Phật tử chúng ta, nhất là các Phật tử, sẽ là những cái người gương mẫu khi chúng ta sống, lao động, học tập và làm việc ở tại đất nước của bạn nhé. Đấy là một điều sự mong muốn. Chúng con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng. Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay thật sự là phái đoàn các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng theo bước chân sư phụ với chư tăng sang Đài Loan theo chuyến phận sự của sư phụ, thì tất cả rất là hồ hởi từ lúc ở nhà. Chúng ta quả thật là con ở nhà của sư phụ, nhà của Như Lai, cho nên hôm nay đã gắn kết tất cả chúng ta. Người thì miền Nam, người miền Bắc, người miền Trung ở Việt Nam hôm nay tập trung ở đây một nhà, thì hôm nay tôi chân vẫn rất là hạnh phúc. Thấy các quý đạo hữu đã tổ chức một sự kiện, con bạch sư phụ là chưa từng tổ chức sự kiện bao giờ, nhưng các Phật tử xa xứ khi đã tổ chức thì tổ chức sự kiện rất là lớn ạ. Đó là sự kiện đó là sư phụ ở Chư Tăng trong các chuyến hoằng pháp. Xin tán thán và tùy hỷ các quý đạo hữu, và chúc cho công việc phận sự của câu lạc bộ chúng ta, toàn câu lạc bộ chúng ta nói chung và các Phật tử đạo tràng xa xứ Đài Loan nói riêng được thành công viên mãn, và rất mong là có nhiều đạo hữu nữa được sinh ra từ chuyến hoằng pháp của sư phụ. Và chúng con xin thành kính tri ân sư phụ của chúng ta.